của bà con mà tại dạ con ra bệnh viện thứ sáu dạ có con lại ông ấy tới tuổi tuổi đó trời ơi về mà bắt gặp được hết trơn dạ nó mới làm cho con ghen được dạ trong anh chôn đây người ta không hiểu gì dạ dạ trời ơi ông cha già để mà bắt gặp được hết trơn nãy con có cha đó con có cha cái ông cũ tuổi với cái thằng thị thành đó dạ cái gì mà con cặp được trời đất ơi trời ơi ghê mà cặp được trời đất ơi cái ghê như vậy mà bả vẫn còn mình quen được cái tay bả cặp được hết trời trời ơi quá trời quá đất cái bà này rồi trời đất ơi bà nghĩ sao hả bà nghĩ sao bà làm cái gì ở đây bà nghĩ sao tôi làm cái gì ở đây kể tôi ông hỏi gì tôi là cái gì của bà mà tôi không được hỏi bà muốn tôi hỏi bà hay là bà muốn tôi đi hỏi thừa phát lại cái nhà này của ai? Khoan, dạ. Bà làm gì ở đây? Tôi làm gì ở đây? Kệ tôi. Dạ. Ông hỏi gì? Dạ. Tôi là chồng của bà, tại sao tôi không được quyền hỏi? Ông làm dữ nha. Dạ. Ông là chồng phải là cha. Dạ. Vũ cũng làm dữ, hai người nghe lộn. Rồi, con mới nói nên đi. Chú Vũ ở nhà dạ. Vũ, bây giờ dạ. Bà nói không? Bà phải nói, tôi nghe không mấy chút kia tôi phát lại. Dạ, con làm lại nè. Dạ. Trời ơi, rồi cái ông già vậy mà bà nghĩ sao mà bà cặp với cái ông này ta? Trời ơi, quá trời quá đất cái bà này rồi. Ây, bà hay quá ha. Bà làm cái gì ở đây? Tôi làm cái gì thì mặc tôi, ông hỏi tôi làm gì? Tôi là chồng của bà, cho nên tôi được quyền hỏi. Ông là chồng, chứ phải là cha. Ây, hay quá ha. Bây giờ bà muốn tôi hỏi bà hay là bà muốn tôi đi nhờ thừa phát lại hỏi bà cái gì? Cái nhà này của ai? Của tôi. Mua hay mướn? Mua. Bà mua nhà, bà mua nhà bà ở với nó có phải không? Trời ơi là trời, bà ở với tôi mấy mặt con rồi. Mà bà sanh tâm làm tan nát cả nhà. Dạ. Mà bà sanh tâm làm tan nát cả. Không đúng vậy. Mà bà sanh tâm làm tan nát cả. Cô vô dùm con. Cô xuống cái dự định dùm con. Con tan cái gì? Dạ. Cái cặp thế đó. Tan nát cả nhà. Anh bà làm cái gì của bà? Là tan nát cả gia đình. Mày làm sao vậy? Bà là chồng của tôi, bà sống với tôi biết mấy mặt con rồi. Vậy mà bà còn làm cho tan nát cả gia đình. Mắc lỡ vậy đây. Thank you.
tìm gì? Bà làm gì đó? Tìm hồng quẹt. Quẹt chi? Trong tử thiêu. Trời ơi, thấy chưa? Bà bắt vô coi. Bà thấy chưa? Mà tôi nói nghe, hay làm cái chuyện gì đâu mà ông tới. Ở đây, ông làm gì ông tới? Tức chứ sao ông tức? Ông ngồi xuống đây đi. Ông ngồi xuống. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Ông còn nhớ con lượm không? Rồi sao? Ông còn nhớ cái chìa khóa không? 2 năm trước á. Rồi sao? Còn hỏi là sao nữa hả? Cái chuyện của con lượm á, làm cho tôi mất ngủ quanh năm. Sao con lượm này là con của bà được? Ngày đó cô Bửu Tám không bằng không đành lòng chôn sống đứa bé, cho nên nhờ vợ chồng của ông Thợ Câu là cái ông hồi nãy đi ra đó dưỡng nuôi giùm nó trong cái hoàn cảnh đói nghèo túng thiếu cho đến ngày hôm nay. Thôi thôi được rồi, thôi bà đừng có nói nữa. Cái này anh đi ra đó, hình như cắt đó. Tôi hiểu rồi. Cô bên kia con ra xe chờ. Anh nói nữa, con nói không nữa. Tôi hiểu rồi, tôi mới nói là ông không biết thì thôi, đã biết rồi á, nói câu chót nè. Nãy có ca nói hết rồi trong... Mày... Lúc này là cô, đây nè, cô... bây giờ tôi nói nè, bây giờ hồi đó không biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi thì ông đừng đến đây nữa. Đó, lần này tôi nói lần này giờ bao nha, nếu mà ông còn léo hánh đến đây nữa nè, ông léo hánh đến đây nữa thì tôi sẽ không tha cho ông. Trời ơi, tôi biết rồi. Thôi bây giờ bà ở đây giải quyết hết mọi chuyện đi. Tôi ra ngoài xe tôi chờ bà nghe. Bà nhớ tôi chờ ngoài xe nghe. Ông đi nha. Lâm, cho tôi lấy con. Dạ, con thâu lại cái gì cho sáng bác vô bác về bác nghe ai. Bà ngồi đi, bà đi á. Bà ngồi buồn ra tôi chờ. Đây con. Con cao trọng đi. Để cho sáng kêu con bây giờ ra. Xuất hiện nó có giá trị gì không? Dạ. Mà tôi ngồi nó đi ha, để tôi điểm cho nó. Điểm? Vô đây con. Rồi để tôi đó đi, để con nó ra xuất hiện đó. Rồi. Chờ tía đi nha. Rồi. Dạ. Sao mà có điểm nào ta? Điểm đâu cũng được, tùy theo cái của con. Dạ. Theo cái mà cái nó hợp thuận người trong con. Đứng đây chờ nha. Để tía vô rồi kêu con đưa nó về. Rồi, vô đó dịch vụ. Con cứ vô bình thường vậy đó, con nói đó. Vô cứ nói gì thôi cũng được, con vô như nói vậy đó. Rồi. Ai anh? Đứng đó, vậy con nha. Có anh đi gặp lại chưa? Chờ nha, chờ đưa vợ con về nha. Hình như là con quen lắm má ơi.
vậy thì để chú Sáu kêu cô Hai ha. Dạ. Cô Hai à, chú trở lại đây này cô Hai à. Má trở ơi. Trở lại này. Còn thì chú Sáu kêu cô Hai, con bước ra đi. Dạ. Con mới nghe rõ cái lời chú Sáu nói. Dạ. Nè. Cô Hai à, chú trở lại này cô Hai, trở lại đây này cô Hai. Má ơi, con nghe giọng nói này nghe quen lắm má ơi. Gặp rồi, một đứa rồi. Khoan, con nhìn máu á. Con nhìn máu á. Một đứa con nhìn thôi. Con nhìn nóng thôi, con nhìn thôi. Mà ông nói nhiều đi, ông nói đi. Tía rồi con, nhớ không? Tía rồi, giọng nói của tía là con mấy chục năm rồi. Tía nuôi dạy con mấy chục năm rồi, nhớ không lượm? Tía giận qua cầu đó rồi, con gì anh nói thế. Tía giận con đi nhiều lắm.